Theo phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng, dự kiến giai đoạn 2023-2025, Nghệ An sẽ có 96 đơn vị hành chính cấp xã liên quan đến phương án sắp xếp. Hiện nay, cùng với việc trình phương án tổng thể để Bộ Nội vụ cho ý kiến theo đúng lộ trình, các cấp ngành liên quan cũng đang tập trung tháo gỡ các khó khăn để thực hiện tốt việc sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025. Giai đoạn 2019-2021, Nghệ An đã thực hiện việc sắp xếp 36 đơn vị cấp xã thành 16. Đến nay, sau gần 3 năm, tại các xã sắp nhập vẫn còn dôi dư trên 100 cán bộ công chức. Cùng với đó, việc bố trí, sắp xếp các trụ sở, cơ quan, nhà văn hóa dôi dư tại nhiều địa phương còn có những bất cập. Đến nay, thì những cái tồn tại của cái giai đoạn trước nó vẫn còn và cũng cần phải tập trung để giải quyết. Cái thứ nhất là cái số lượng cán bộ công chức cấp xã dôi dư còn nhiều. Thứ hai là trụ sở của Ủy ban Nhân dân các xã sau sáp nhập vướng các cái thủ tục pháp lý. Tại huyện Nam Đàn, một trong hai huyện có nhiều xã thực hiện sáp nhập nhất trong giai đoạn 2019-2021. Mặc dù đã có nhiều giải pháp quyết liệt, nhưng hiện vẫn còn dôi dư 51 cán bộ công chức tại các xã sáp nhập. Và theo dự kiến, với 4 xã được sáp nhập thành 2 trong giai đoạn 2023-2025, thì sẽ có thêm 30 cán bộ công chức và 13 cán bộ không chuyên trách dôi dư. Vì vậy mà vấn đề đang được huyện quan tâm, đó là giải quyết số cán bộ dôi dư tại các xã đã sáp nhập. Ra soát để rồi vận động cán bộ công chức mà đủ điều kiện nghỉ hưu trực tuổi, tăng cường công tác quản lý, đánh giá, nhận xét cán bộ công chức hàng năm. Để ra soát những mà cán bộ mà không đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn rồi phẩm chất năng lực là xem xét là tinh giản, quan tâm để rồi cả cái cán bộ mà có cái trình độ chuyên môn rồi nghiệp vụ và có cái phẩm chất đạo đức tốt, để khi có những cái vị trí khuyết ở huyện á thì như vậy là sẽ đề xuất để rồi điều động. Với 17 xã dự kiến sáp nhập chiếm hơn 55% số xã trên địa bàn, Quỳnh Lưu là địa phương có số xã liên quan đến phương án sắp xếp nhiều nhất của tỉnh trong giai đoạn 2023-2025. Hiện nay, huyện cũng đang có nhiều khó khăn cần tập trung tháo gỡ, đó là công tác sắp xếp bộ máy sau sáp nhập, việc tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của nhân dân và việc sắp xếp lại cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo phù hợp và ổn định sau sáp nhập. Thứ nhất là đang thành lập cái ban chỉ đạo cấp huyện. Thứ hai đó là làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt cái chủ trương và cái định hướng và cái lợi ích sau khi mà chúng ta thực hiện việc sáp nhập. Cái thứ ba là làm tốt công tác tư tưởng đối với lại cán bộ đảng viên, đặc biệt là các cái cán bộ cấp xã trong cái diện mà có phải sáp nhập. Trong giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh dự kiến có 96 đơn vị hành chính cấp xã liên quan đến phương án sắp xếp. Trong đó có 68 đơn vị hành chính không đủ tiêu chuẩn thuộc diện sắp xếp và 28 đơn vị hành chính đủ tiêu chuẩn liên kề với đơn vị không đủ tiêu chuẩn sắp xếp lại. Với số lượng đơn vị cấp xã phải sắp xếp nhiều, cùng với những khó khăn sau thực hiện sáp nhập giai đoạn 2019-2021. Vì vậy, rất cần sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cũng như sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân.